Một trong những ngày tận thế lớn nhất mà loài người từng trải qua xảy ra vào khoảng 74.000 năm trước trên khu vực mà ngày nay là Indonesia. Đó là vụ phun trào của một siêu núi lửa trên núi Toba. Đây cũng là vụ phun trào lớn nhất trên trái đất trong 2 triệu năm qua. Ngay cả thảm kịch của Pompeii, khi núi lửa Vesuvius phá hủy toàn bộ thành phố, quy mô tàn phá cũng không lớn đến vậy. Vào thời điểm xảy ra vụ phun trào Toba, nhân loại bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng gần hơn bao giờ hết. Và vấn đề không nằm ở bản thân ngọn núi lửa, mà ở những hậu quả xảy ra sau đó. Một số nghiên cứu cho rằng 3 đến 10.000 người đáng lẽ có thể sống sót sau vụ phun trào. Khi xảy ra thảm họa, Toba đã giải phóng hàng triệu tấn tro núi lửa và bồ hóng. Đám mây này trải rộng trên bầu trời và che khuất mặt trời ở Ấn Độ, Indonesia và biển Ấn Độ Dương. Một số nhà khoa học tuyên bố thế giới đã chìm trong mùa đông núi lửa trong suốt nhiều thập kỷ. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ khi trời nhiều mây. Bạn có thấy những đám mây xám bao phủ bầu trời như thế nào không? Dù là vậy, ánh sáng mặt trời vẫn xuyên qua được những đám mây đó. Tình huống khi xảy ra vụ phun trào Toba tệ hơn nhiều vì sulfur dioxide trong tro núi lửa phản chiếu ánh sáng mặt trời. Bụi và tro không hề lắng xuống trong thời gian dài. Có lẽ chúng đã bay khắp hành tinh và hủy hoại nhiều sinh vật sống. Rất nhiều cây cối không thể sống sót vì thiếu ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, nhiệt độ trái đất giảm vài độ, điều này dẫn đến những thảm họa mới. Trong thế giới hiện đại ngày nay, nhiệt độ không ảnh hưởng nhiều đến cư dân sinh sống tại các thành phố của chúng ta. Nhưng với tự nhiên, ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể kéo theo những hậu quả thảm khốc. Ví dụ, thực vật và côn trùng có thể sống ở cùng một nhiệt độ trong hàng nghìn năm. Nhưng chỉ một đợt lạnh đột ngột sẽ khiến chúng diệt vong. Điều này dẫn đến thực tế là hầu hết tất cả các loài động vật không có đủ thức ăn để nuôi con của chúng. Số lượng tất cả các sinh vật trong tự nhiên đang giảm. Những người cổ đại thời đó sống sót bằng cách săn bắt động vật ăn cỏ và thu thập quả mọng, trái cây và nấm. Nhưng vụ phun trào đã phá hủy gần như tất cả. Ngoài ra, thiếu ánh nắng gây ra tình trạng thiếu vitamin D. Kết quả là mọi người phải chịu cái đói dai dẳng và rơi vào tình cảnh khá tuyệt vọng. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng nhiều người sống sót qua thời kỳ này khá dễ dàng, đặc biệt là những người sống ở bờ biển Nam Phi. Đại dương ở khu vực chịu thiệt hại nhẹ nhất từ vụ thảm họa. Và các bộ lạc sống gần nguồn nước đã đánh bắt được rất nhiều cá. Cả hai giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh. Các nhà khoa học vẫn cố gắng xây dựng một bức tranh chính xác về sự phát triển của con người sau sự kiện tận thế núi lửa này. Khoảng 50.000 năm sau vụ phun trào Toba, khi ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng đã chiếu được xuyên qua những đám mây xám và tro bụi lắng xuống mặt đất, thiên nhiên và con người bắt đầu khôi phục lại sự cân bằng trước đó. Nhưng thời kỳ ấm áp không bắt đầu nhanh chóng vì kỷ băng hà đã kéo đến. Và vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều vì thời kỳ này kéo dài hàng ngàn năm. Hoạt động của mặt trời giảm xuống và quỹ đạo hành tinh thay đổi dẫn đến nhiệt độ giảm mạnh. Cái lạnh vĩnh cửu bao trùm gần như toàn cầu, buộc mọi sinh vật phải di cư và chật vật để sống sót. Những động vật mạnh mẽ như voi ma mút và hổ răng kiếm không thể sống sót qua kỷ băng hà. Nhưng người Homo sapiens đã thích nghi được với điều kiện thời tiết mới. Mọi người trốn trong các hang động, đốt lửa và cải thiện kỹ năng săn bắn của mình. Do đó, theo một nghĩa nào đó, kỷ băng hà đã khiến loài người trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thế giới hiện đại, điều kiện thời tiết như vậy có thể gây ra những vấn đề đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu và tạo ra các cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới. Thời kỳ cuối cùng, tương tự như kỷ băng hà, xảy ra vào đầu thế kỷ thứ 19. Núi Tambora ở Indonesia phun trào và giải phóng hàng triệu tấn đá bọt, bồ hóng và cho núi lửa lên bầu trời. Những người dân sống trên hòn đảo núi lửa chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vài phút đầu tiên. Nhưng sau đó, hậu quả của vụ phun trào bắt đầu lan ra toàn thế giới. Cho núi lửa một lần nữa chặn ánh sáng mặt trời và dẫn đến một trong những năm lạnh nhất ở Bắc Mỹ và lục địa Á Âu. Lịch sử hay gọi năm xảy ra sự kiện đó, 1816, là năm không có mùa hè. Đám mây tro bụi làm tăng độ ẩm và giảm nhiệt độ ở nhiều khu vực. Mùa hè năm 1816, tại khu vực Trung và Tây Âu và Bắc Mỹ, khí hậu ẩm ướt và lạnh giá đã phá hủy mùa màng. Giá hàng hóa tăng cao và những người nghèo không thể mua được thức ăn. Hoạt động logistics và vận tải cũng bị ảnh hưởng. Lúc bấy giờ, người ta dùng ngựa để di chuyển và vì yến mạch cũng trở nên đắt đỏ nên nhiều người không đủ khả năng nuôi những con vật này. Nhiều người tin rằng hoàn cảnh này đã truyền cảm hứng cho nhà phát minh Carl Zeiss sáng tạo ra chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra, có giả thuyết cho rằng vụ phun trào Tambora đã giúp phát minh ra Frankenstein. Một số nhà văn, bao gồm cả Byron và Shelley, đã tập trung tại một biệt thự ở Thụy Sĩ, nơi họ bắt đầu viết những câu chuyện tuyệt vời.
Thời tiết xấu và cơn mưa ngoài cửa sổ đã truyền cảm hứng cho Mary Shelley viết câu chuyện về tiến sĩ Frankenstein và con quái vật của ông. Ngay cả bây giờ, ngọn núi lửa này đang hoạt động, nhưng nó sẽ không thức dậy nữa. Nhưng nếu điều đó xảy ra một lần nữa, liệu lần này chúng ta đã sẵn sàng chưa? Rất có thể hậu quả sẽ ít nghiêm trọng hơn, vì chúng ta có công nghệ, vườn ươm lớn và nhà kính, nơi chúng ta nuôi gia súc, trồng rau và trái cây. Tất nhiên, mùa đông sẽ gây ra khủng hoảng quanh năm, nhưng chúng ta có thể dễ dàng vượt qua nó. Những năm 1930, một thảm họa khác xảy ra. Nhưng lần này, nguyên nhân không chỉ đơn thuần do thiên nhiên mà còn do con người tác động. Vào thời điểm đó, nhiều quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào mùa màng. Nhiều khu vực diện tích rộng lớn được dùng để phục vụ trồng trọt canh tác. Mọi người canh tác nông nghiệp quá mức. Vì thế khi một cơn hạn hán nghiêm trọng bắt đầu, đất nhanh chóng bị cạn kiệt. Đất đai cạn kiệt chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của lúa mì và ngô. Điều này dẫn đến thực tế là lớp đất trên cùng đã biến thành bụi nhỏ. Sau đó, gió đông tây tấn công các bang như Colorado, Nebraska, Texas và Oklahoma. Chúng cuốn lớp bụi lên không trung và tạo thành những đám mây dày. Giai đoạn này được coi là thời điểm thử thách nhất trong cuộc đại suy thoái. Đó là Dust Bowl, hay còn gọi là cơn bão đen. Nó kéo dài 8 năm và buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và chuyển đến các tiểu bang khác. Những cơn bão bụi trở nên mạnh đến nỗi chúng che khuất mặt trời ở Washington DC. Toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi mưa cát, gây ra các vấn đề về hô hấp. Ngay cả thuyền trưởng của những con tàu đang di chuyển trên Đại Tây Dương cũng báo cáo về tình trạng không khí ô nhiễm. Những trận động đất mạnh, siêu núi lửa phun trào, lũ lụt, hỏa hoạn và bão đã quét sạch toàn bộ các loài động vật khỏi hành tinh. Nhưng con người luôn sống sót bất chấp những điều kiện khó khăn nhất. Vì vậy, đừng lo lắng về thảm họa toàn cầu tiếp theo. Mọi người sẽ vượt qua được. Chúng ta hy vọng là như vậy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một số thảm họa toàn cầu xảy ra, chẳng hạn như một thiên thạch khổng lồ rơi xuống hoặc bầu khí quyển bị nhiễm độc? Trong trường hợp này, tốt nhất là tìm một hòn đảo xa xôi hoặc bay lên mặt trăng. Điểm mấu chốt là có cơ hội để quay trở lại. Rốt cuộc, sớm hay muộn, ngày tận thế cũng kết thúc và trái đất sẽ tươi xanh trở lại. Một lựa chọn khác là sống trong những khoang ngầm với lượng lớn thức ăn và oxy. Dân số thế giới hiện nay là khoảng 8 tỷ người. Để nhân loại phát triển trở lại sau ngày tận thế và khôi phục dân số, chỉ cần 100 đến 500 người là đủ. Có những trường hợp trong lịch sử thế giới thì các bộ lạc nhỏ với số lượng vài trăm người đã sống hàng thế kỷ và thậm chí hàng thiên niên kỷ. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn phải rời khỏi các siêu đô thị. Các đô thị lớn chỉ nhập khẩu thực phẩm. Người dân ở đây phụ thuộc rất nhiều vào ruộng đồng và hoa màu. Trong trường hợp xảy ra thảm họa toàn cầu, sẽ không có ai cung cấp thực phẩm cho các thành phố. Nạn đói sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Để vượt qua được, mọi người cần rời khỏi các thành phố nơi mình sinh sống và lặp lại tập quán của những người sống ở thời kỳ đồ đá mới. Đó là khoảng 12.000 năm trước, ngay sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc. Người dân lúc bấy giờ sống tách biệt trong những ngôi làng nhỏ. Dân số mỗi làng chỉ từ vài trăm đến 1.000 người. Họ sống độc lập, cung cấp thức ăn và tạo thành những gia đình lớn. Trên thực tế, trồng rau trong một trang trại nhỏ, ăn thức ăn lành mạnh và tận hưởng thiên nhiên không phải là một lựa chọn tồi, một sự kiện tận thế.